Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Slenderilla, Asylum. Đây là tựa game bóng ma trong bệnh viện. Ok, một bệnh viện bỏ hoang khá là lâu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải vào đây và tìm 8 tờ giấy. Tờ thứ hai. Let's go. Tờ thứ ba. Có lẽ mình vừa nhìn thấy một chiếc chìa khóa đây rồi. Tiếng kêu các bạn đang nghe thấy đó là tiếng của một đứa con của ông bà ma quỷ này, và tiếng gầm gầm đây là tiếng của ông quỷ. Khi tìm hết ở rìa trong thì các bạn sẽ phải tìm hết rìa ngoài, sau đó các bạn sẽ phải tìm đến rìa trong. Các bạn cố gắng tìm làm sao để tránh bỏ sót một cái gì đó. Ok. Tờ thứ 5. Rồi, và đã hết rìa ngoài, sau đó thì các bạn sẽ vào rìa trong tìm tiếp. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 2. Let's go, continue. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 20 chiếc túi tiền. Cứ coi là túi tiền đi. Thì các bạn phải tìm 20 chiếc túi, sau đó thì các bạn sẽ vào một căn phòng màu trắng. Là lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi, và mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Ma đang gần đây. Khi có ma đang gần thì nó sẽ có tiếng rung động ở trong những tòa nhà hoặc những nơi các bạn đang đi. Rất nhiều những con mắt. Khi ấn con mắt thì các bạn sẽ biết được con ma đang đi hướng nào. Đó là con mắt của chính nó. Đang ở tầng hầm rồi, bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2.
Wow, không có gì luôn. Ok, đang trên này rồi. Sáu chiếc túi nữa. Oh my gosh, may mình chạy nhanh. Ok, nó đang lên tầng 2 rồi. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm, tìm 3 chiếc túi đã thành công. One. Three, ok. Rồi quay lại nào. Oh my gosh. Oh my gosh. Ai ngờ nó quay xuống đúng lúc mình đang đi lên. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Slender Relay 2D. Let's go. Cặp phòng đầu tiên. Không có gì đây. Oh my gosh. Một người đã chết rồi. Wow, các bạn sẽ dùng chiếc búa này để đọc cái lỗ này. Trong này sẽ có một đường. Không có gì chỗ này. Tiếp tục đi vào trong sâu. Cái này cần một chiếc chìa khóa. Rồi sau đó các bạn tiến sâu bên trong, các bạn phải đi tìm 4 mẩu giấy này. Lúc đó thì sẽ mở được cánh cửa bên kia. Và lúc đó thì các bạn sẽ bật được công tắc. Và đi xuống đây.
số ok, và mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Granny Chapter 2. One day. Ok. I see you. Ông ta đang chuẩn bị lên đây. I see you. You want to play? Mình sẽ phải rút nước ở đây, bởi vì ở trong này sẽ có một con quái vật thủy quái. Nếu mà các bạn không rút được, các bạn chỉ cần đi vào nước thôi là các bạn sẽ bị nó cắn chết. Oh my god, bà ta đang nấu nướng. Wow. Here you are. Oh my god. Chuẩn luôn. Ok. Đi luôn xuống đây cho nhanh. Oh my god. Wow, ông ta đã ở trong này rồi. Mình đang định đi lấy khẩu súng thì ai ngờ ông ta ở bên trong. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Horror City here. Play. Let's go. Number 1. Cái này chắc ở trên tầng. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng xem. Đây rồi. Một chiếc chìa khóa.
Rồi level 2. Ok. Đây, căn phòng sau này. Một cái ba lô. Sau đó thì mình lại di chuyển đến đây. Không biết được ba lô đây làm gì. Level 3, ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Vào đây. Có gì trong này không? Tiếp tục. Không có gì ở chỗ này. Không có gì luôn. Mở tiếp cái này ra. Ô, xin hiểu. Ông ta đi đường này làm gì? Wow. Hết chìa khóa rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm. Mình sẽ phải ra ngoài đây xem như thế nào. Những chiếc ô tô này vẫn còn người bên trong. Đây còn hai người. Oh my god, ông ta ngay đến sau mình. Wow wow. So ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. How is Cap sitting here? And big guy. Number one. Okay.
bạn sẽ bật cái máy lên, sau đó các bạn sẽ đi tìm. Ở đây các bạn còn cách khoảng 35-36 mét thôi, và các bạn đang đi đúng điểm mà các bạn đang đến. Mình sẽ phải đi tìm một chiếc máy ảnh. Xong này rồi. Ok. Một miếng thịt. Let's go. So ok, và mình sẽ sang cái game tiếp theo. For beer. Start game. Let's go. Đây như là một tựa game ma. Hình như có một con quỷ ở dưới đây. Kêu của một con quỷ. Tức là ngôi nhà này sẽ có những con quỷ, và các bạn sẽ phải cẩn thận. You can go back here. Tức là các bạn phải tìm một cái khác nữa, sau đó mới sang ở bên đó. Đó, ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Sitter S. Let's go. Ở đây thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong ngôi nhà này. Và ở trong này thì sẽ có một xô. Oh my god.
khúc khích. Sarah 1897 1879 1913 tiếng quạ cơ rất là hùng rộng. Rồi ok, và bây giờ thì mình đã có chiếc chìa khóa để vào ngôi nhà này rồi. Đây là một ngôi nhà rất là kinh dị, vào trong xem như thế nào. Cần một chiếc búa. Mình xoay ngược lại, cái lạnh cũng vậy. Ok, mình sẽ thử xoay ngược xem như thế nào. Cánh cửa không biết đã mở chưa? Tức là các bạn xoay làm sao để cho cánh cửa ở chỗ khác mở ra. Xoay được 180 độ luôn. Rồi, mình sẽ kiểm tra xem như thế nào. Tức là hai con ngựa này sẽ là cái để nó mở một cánh cửa nào đó. Bức hình của một con vừa rồi. Hình người, đây là mặt của mặt của ngựa. Ngồi xa. Đó, các bạn phải đi ra chỗ hai con ngựa và quay tiếp làm sao để khi nào nó mở được cánh cửa ra là các bạn biết thôi. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Granny, Chateau One. Let's go. One day. Không có gì đây. Trong này không có gì, mình sẽ sang bên này xem. Ok.
Oh my god, nó đang sau mình. Chạy nhanh nào. Chạy tiếp. Oh my god, không thể chạy nổi. Bà ta đi rất là nhanh luôn. Đang định lấy khẩu cung để bắn bà ta. Nhưng anh ngờ bà ta nhanh quá. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Điều Malak 2. Let's go. Wow. Bây giờ thì mình sẽ phải xuống đây. Wow. Tiếng cánh cửa nghe rất là hãi luôn. Lại vào đâu đây? Các bạn phải có một chiếc chìa khóa mới vào được cái cánh cửa đó. Đây cũng cần phải có một mã số. Chiếc chìa khóa đây rồi. Cánh cửa này không biết có mở không. Không mở được. Đi sâu bên trong. Wow. Rất sâu luôn. Có tiếng của một con ma. Là một ngôi nhà ma rất là kinh hãi luôn. Oh my god. Nếu mà tự game này mà mình chơi buổi đêm thì chắc là mình cũng không dám chơi tự game này rồi, bởi vì rất là khiếp. Bạn nào yêu thích cảm giác mạnh có thể chơi những tựa game như thế này. Nó không nhìn thấy gì, nó mới khiếp. Chứ còn nếu mà nhìn thấy gì thì nó cũng đỡ hơn. Và tiếng kêu của tựa game này cũng rất là hại luôn. Cũng là một tựa game kinh dị mà mình cũng cảm thấy rất yêu thích tựa game này. Đó là tạo cho mình những cảm giác rất là rùng rợn và sợ hãi. Ok, rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Rips. Let's go. Thank you.
Wow, rất là quái luôn. Ok, mình sẽ cố gắng vào này. Rồi, đã thành công. Số kê mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.